Thưa quý vị, đột quỵ là bệnh lý đang gây lo ngại khi số người mắc bệnh ngày càng đông, độ tuổi ngày càng trẻ. Làm sao để phòng tránh đột quỵ là mối quan tâm của nhiều người. Vừa qua, mạng xã hội nổi lên một số quảng cáo về công nghệ lọc máu có thể ngừa tai biến đột quỵ, thu hút sự chú ý của nhiều người. Cụ thể, theo lời quảng cáo của một số đơn vị cung cấp dịch vụ lọc mỡ máu phòng đột quỵ, lọc máu công nghệ cao Nhật Bản sử dụng hệ thống hiện đại thông qua hai bộ lọc có thể giúp người bệnh loại bỏ mỡ máu xấu trực tiếp mà không cần dùng thuốc. Ngoài lọc thành phần mỡ máu xấu, còn lọc các thành phần gây viêm trong máu. Quá trình lọc từ 2 đến 3 giờ, cơ chế lọc tuần hoàn toàn bộ lượng máu trong cơ thể, đưa tạp chất ra ngoài. Cũng theo tư vấn, chi phí 120 triệu đồng một lần lọc máu. Trước khi lọc máu chỉ cần qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ tư vấn rồi tiến hành luôn. Lọc xong có thể về ngay, không cần nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, Thượng tá bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Đình Ân, Phó chủ nhiệm khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện quân y 175 thành phố hồ chí minh cho biết, lọc mỡ máu là một kỹ thuật chuyên sâu, cần các điều kiện kỹ thuật cao, thiết bị hiện đại, chuyên dụng bác sĩ thực hiện phải có chuyên ngành lọc máu ngoài cơ thể, được đào tạo chuyên sâu về hồi sức cấp cứu mới có thể thực hiện được. Trên thực tế, trong quá trình lọc máu vẫn có thể xảy ra tai biến nguy hiểm cho người bệnh. Trong khi đó, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Mai Ngọc, Viện Tim Mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, lọc máu không thể phòng ngừa đột quỵ. Lọc máu là một phương pháp làm sạch máu trong cơ thể, giúp điều trị những rối loạn bệnh lý mà thuốc hoặc phẫu thuật không thể thực hiện. Đây là phương pháp điều trị chứ không phải tầm soát còn đột quỵ liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ khác như tăng huyết áp rối loạn chuyển hóa bệnh lý tim mạch đột quỵ ở người trẻ còn do những bất thường bẩm sinh như dị dạng mạch máu não vốn có từ bé đến thời điểm các phình mạch đủ lớn gây ra vỡ lọc máu không dùng để hạn chế đột quỵ quảng cáo lọc máu để phòng ngừa tầm soát đột quỵ là không hợp lý